Xin chào quý vị và các bạn trên kênh An ninh Thế giới. Tiêu điểm quốc tế hôm nay sẽ bàn về Vladimir Putin, Peter đại đế của nước Nga đường đại của tác giả, nhà báo Lập Nguyễn. Sau đây là nội dung chính. Putin, nhà lãnh đạo cầm quyền lâu nhất của nước Nga. Theo tạp chí Foreign Affairs, tính đến ngày 27 tháng 1 năm 2018, Vladimir Putin đã trở thành nhà lãnh đạo có thời gian cầm quyền lâu nhất của nước Nga kể từ sau Joseph Stalin. Không có diễu hành hay pháo hoa, không có bức tượng mạ vàng nào được cánh thành hoặc mô hình tên lửa hạt nhân nào được trưng bày ở Quảng trường Đỏ. Putin rốt cuộc không muốn bị đem ra so sánh với Leonid Brezhnev, nhà lãnh đạo thọ 75 tuổi mà Putin vừa vượt qua về thời gian nắm quyền. Brezhnev Nhà lãnh đạo Liên Xô từ năm 1964 đến năm 1982 là người đã quản lý đất nước Nga thời thanh niên hết sức khó khăn của Putin bằng một sự trì trệ kéo dài cho đến khi Liên Xô sụp đổ. Brezhnev cuối cùng đã trở thành chủ đề làm trò cười của thiên hạ. Ông già đi lại lẩy bẩy của một nhà nước trong trành, người điều khiển con tàu Nga đi đến hư vô. Một trong những câu chuyện đùa này là Stalin đã chứng minh rằng chỉ một người cũng có thể quản lý được đất nước. Còn Brezhnev thì chứng minh rằng một đất nước chẳng cần có người quản lý. Peter Đại đế, thần tượng của Putin. Mô hình lãnh đạo mà Putin thích nhất là Peter Đại đế. Trong thời kỳ u ám và tội phạm lan tràn của thành phố Saint Petersburg thời hậu Xô Viết và những năm 1990 khi Putin còn là phó thị trưởng. Ông đã treo bức chân dung của vị sa hoàng có đầu óc cải cách này lên bức tường trong văn phòng của mình. Peter Đại Đế đã xây dựng thành phố mang tên mình trên xương móng của hàng nghìn nông nô để biến nơi đây thành cửa ngó đi ra phía tây của đất nước. Vào thời điểm đó trong sự nghiệp của mình, Putin chưa phải là người trong hoàng tộc Romanov mà chỉ là một cựu trung tá vô danh. Người đã trải qua những công việc phiên dịch, nhà ngoại giao và làm công việc hành chính tại trường học. Trước khi trở thành cánh tay phải của thị trường Saint Petersburg đầu tiên được bầu lên một cách dân chủ, lớn lên ở Saint Petersburg thời hậu Thế chiến, Putin đã sống trong hoàn cảnh khó khăn đến mức cuốn tự chuyện của ông có nói về việc phải đuổi cả đàn chuột trong hành lang của căn hộ chung cư nơi ông và cha mẹ sinh sống. Trong một căn phòng không có nước nóng và lò sưởi. Chưa rõ lý do thực sự đằng sau việc Peter Đại đế trở thành hình mẫu của Putin, nhưng vị sa hoàng này hiện vẫn đang chiếm vị trí này và tiếp tục là hình mẫu hiện tại của Putin. Khi Putin ăn mừng sự suy tàn của chủ nghĩa tự do kiểu phương Tây và việc phương Tây không còn khả năng ôm đồm chủ nghĩa đa văn hóa trong cuộc phỏng vấn dài với tờ Financial Times vào đầu mùa hè vừa qua, ông đã không chút ngần ngừ khi được hỏi rằng ông ngưỡng mộ nhà lãnh đạo thế giới nào nhất. Putin trả lời ngay. Peter Đại Đế Lionel Barber Biên tập viên của tờ Financial Times nói rằng Nhưng ông ấy đã mất Ông ấy sẽ sống mãi Chừng nào sự nghiệp của ông còn sống Putin trả lời Dù sự ngưỡng mộ của Putin đối với Peter Đại Đế Có dựa trên những tính toán nào đi chăng nữa Thì trên thực tế Nhà lãnh đạo Nga đã tự tạo cho mình phong cách Giống cả Sa Hoàng Lẫn Tổng bí thư Liên Xô trong suốt hai thập kỷ qua Trước mắt công chúng Tôn giáo mà ông ngày càng tôn thờ không phải là hệ tư tưởng Marx Lenin mà ông bị ép phải học ở trường, mà là những màn trình diễn sức mạnh siêu cường mà ông xem trên truyền hình và sự hung vĩ của quê hương đã suy tàn nhưng vẫn đầy tham vọng của ông. Thành phố St. Petersburg. Sức mạnh đã và hiện vẫn là giáo điều của ông đối với quốc gia hay cho con người và những tư tưởng chỉ đạo của vị hoàng đế nga như chính thống giáo, chuyên quyền quốc tịch có vẻ phù hợp về mặt triết học với chủ nghĩa Putin ngày nay hơn là những lời lẽ ca tụng thời Xô Viết về tình đoàn kết của giai cấp công nhân quốc tế và chủ nghĩa anh hùng của người lao động mà Putin phải học thuộc lòng khi còn nhỏ. Brezhnev không phải là hình mẫu của Putin mà chỉ là điều nhắc nhở đối với ông. Và nếu điều nhắc nhở này đã tỏ ra đúng khi Putin còn là một sĩ quan KGB trẻ trong thời kỳ nước Nga suy tàn những năm 1970 đến 1980, thì giờ đây điều này còn đúng hơn nữa Khi Putin đang phải đối mặt với nghịch lý của sự lãnh đạo kéo dài của bản thân ông Được định hình bởi thời gian dài Nhưng cũng bởi sự bất an không bao giờ chấm dứt Mục tiêu của Putin, sự trung tồn của nước Nga Bất an có vẻ là từ dùng sai Putin đang bước vào năm cầm quyền thứ 20 Và xét từ một số khía cạnh Ông dường như đang ở vào một vị thế mạnh nhất Mô hình toàn cầu cho một kỷ nguyên chuyên quyền mới trong những năm đầu thế kỷ 21, khi làn sóng dân chủ hóa thời hậu Soviet dường như là một chuyển động không gì có thể cứng nổi, thì Putin đã tìm được cách đảo ngược cứng đi của Nga, khôi phục quyền lực tập trung ở Điện Kremlin và vực dậy vị thế của đất nước trên thế giới. Giờ đây tại Washington và một số thủ đô châu Âu, ông được coi là một kẻ tàn ác, đáng bị trừng phạt và khiển trách vì đã xâm chiếm hai nước láng giềng là Georgia và Ukraine cũng như đã khiêu khích các nước phương Tây, kể cả việc đã can thiệp giúp Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và sử dụng chất độc thần kinh để đầu độc các đối tượng trên đất nước Anh. Sự can thiệp quân sự của ông trong cuộc nội chiến Syria đã giúp cứu vãn chính quyền Bashar al-Assad, biến Putin trở thành nhà lãnh đạo Nga nổi bật nhất ở Trung Đông kể từ thời Brezhnev. Liên minh ngày càng chặt chẽ của ông với Trung Quốc đã giúp mở ra một kỷ nguyên cạnh tranh giữa các nước lớn với Mỹ. Và cuối cùng, Putin có vẻ đã tạo ra một thế giới đa cực mà ông đã từng mơ ước kể từ khi lên nắm quyền. Theo đó, quyết tâm xét lại chiến thắng của Mỹ trong chiến tranh lạnh, Putin đã được làm tất cả những điều này, cho dù ông mới chỉ có 66 tuổi. Dường như vẫn còn hoạt bát, khỏe mạnh và có khả năng nắm quyền trong nhiều năm nữa. Nhà nước của ông ít ra chưa phải là chính quyền già cỗi thời Brazil nhé. Nhưng nếu Putin khao khát trở thành một Sa hoàng tàn nhẫn thời hiện đại, thì ông không phải là nhà lãnh đạo toàn quyền tài năng như người ta vẫn thường mô tả. Ông là một nhà lãnh đạo được bầu lên, dù các cuộc bầu cử đó là đầy gian lận, và nhiệm kỳ mới nhất của ông sẽ kết thúc vào năm 2024 khi hiến pháp buộc ông phải rời chức vụ trừ khi Putin thay đổi hiến pháp một lần nữa để kéo dài nhiệm kỳ. Điện Kremlin hiện đã đưa ra khả năng này. Trái với thái độ nghênh ngang của ông trên chính trường quốc tế, Putin đã phải vật lộn với nhiều trở ngại hơn ở trong nước. Ông kiểm soát hoàn toàn các phương tiện truyền thông, quốc hội, tòa án và cơ quan an ninh. Đặc biệt là các cơ quan an ninh dưới sự lãnh đạo của Putin giờ đây đã có được ảnh hưởng bao trùm gần bằng dưới thời liên xô trước đây. Tuy nhiên, kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử mới đây vào năm 2018 với 77% phiếu bầu, tỷ lệ ủng hộ ông đã giảm nhanh chóng. Trong một cuộc thăm dò mùa xuân vừa qua của một cơ quan nhà nước, chỉ 32% người Nga được khảo sát nói rằng họ tin tưởng Putin, mức thấp nhất từ khi ông nhậm chức, cho đến khi Kremlin yêu cầu thay đổi phương pháp tính toán và hiện tỷ lệ ủng hộ ông tăng trở lại quanh mức 65% giảm từ đỉnh điểm là gần 90% sau khi sắp nhập Crimea năm 2014. Cuộc chiến mà ông phát động thông qua đại diện ở miền đông Ukraine hiện ở trong tình trạng bế tắc. Các thành phố Nga ngày nay thường xuyên diễn ra các cuộc biểu tình, đặc biệt là quyết định tăng tuổi nghỉ hưu năm ngoái rất mất lòng dân. Việc phe đối lập thực sự vẫn tồn tại, mặc dù nhà nước đã nhiều năm tìm cách dập tắt. Putin không có người kế nhiệm rõ ràng và các nhà phân tích Điện Kremlin cho rằng tình trạng đấu đá nội bộ giữa thể chế an ninh và tầng lớp doanh nhân đang gia tăng, cho thấy một cuộc đấu lớn để định đoạt số phận nước Nga thời hợp Putin đã bắt đầu. Trong suốt giai đoạn cầm quyền kéo dài, đầy biến cố và khó tin của Putin, đã có những thời điểm cũng bấp bênh tương tự như vậy và thường có một sự khác biệt rất lớn giữa những phân tích của những chuyên gia tại các thủ đô xa xôi coi Putin là một nhà độc tài cổ điển với những phân tích của những người nga coi tổng thống và chính quyền của ông là một thể chế lộn xộn nơi sự bất tài cũng như may mắn trì trệ cũng như chuyên chế đều có vai trò trì trệ ở nga giờ đã không còn là thuật ngữ để nói về thời brezhnev nữa mà nó đã trở thành một thuật ngữ được dùng để chỉ trích putin và mô tả tình hình đất nước đang bị bùa vây bởi nạn tham nhũng lệnh trừng phạt của phương tây sự lạc hậu về kinh tế và một chương trình không xác định được rõ là nên làm gì để giải quyết tất cả những vấn đề này. Cuối năm 2018, cựu bộ trưởng tài chính của Putin là Alexei Kudrin nói rằng nền kinh tế của Nga đã bị sa lầy vào hố sâu đình đốn nghiêm trọng. Như nhà kinh tế học Andres Alonso kết luận trong cuốn sách mới của ông có tựa đề Chủ nghĩa tư bản thân hữu Nga, rằng đất nước Nga đã suy thoái thành một xã hội cực đoan bị giới tài phiệt cai trị, đòi hỏi phải có chủ nghĩa độc tài làm công việc duy trì. Sự sinh tồn của cả chính quyền lẫn bản thân Putin thường được coi là cái giải thích tốt nhất cho nhiều quyết định chính trị của Putin ở cả trong và ngoài nước. Năm 2012, khi Putin trở lại làm tổng thống sau thời gian làm thủ tướng để tuân thủ hiến pháp, các cuộc biểu tình lớn phản đối ông đã diễn ra. Điều này đã làm lay động cốt lõi Putin và niềm tin của ông rằng các cuộc biểu tình trên đường phố có thể dễ dàng biến thành các cuộc cách mạng đe dọa chế độ là chìa khóa để hiểu được hành vi hiện tại và tương lai của Putin. Trên trường quốc tế, không có việc nào khiến Putin quan ngại hơn là viễn cảnh một nhà lãnh đạo quốc gia khác bị lật đổ, bất kể nhà lãnh đạo đó là độc ác hay xứng đáng bị lật đổ như thế nào. Ngay từ khi trở thành Tổng thống, ông đã phản đối các cuộc cách mạng màu tại một số quốc gia hậu Xô Viết như cách mạng Hoa Hồng năm 2003 ở Georgia, cách mạng Cam 2004 ở Ukraine và cách mạng Hoa Tulip năm 2005 ở Kyrgyzstan. Ông lên án việc lật đổ Saddam Hussein ở Iraq, Hosni Mubarak ở Ai Cập và Muammar Al-Qafadi ở Libya. Ông đã tham gia chiến tranh sau khi đồng minh của ông là Viktor Yanukovych Tổng thống Ukraine chạy khỏi đất nước giữa cuộc nổi dậy hòa bình trên đường phố. Ông là một người phản cách mạng xuyên suốt và điều này dễ hiểu nếu người ta nhớ rằng Putin đã khởi đầu sự nghiệp như thế nào. Từ Dresden đến Điện Kremlin. Cuộc cách mạng đầu tiên mà Putin trải qua là một cú sốc mà ông không bao giờ quên. Bức tường Berlin sụp đổ năm 1989 và tiếp đó là chế độ Đông Đức. Cuộc cách mạng đã xảy ra khi ông là đặc vụ KGB mới 36 tuổi, đang thường trú ở thành phố Dresden của Đức. Putin và đồng nghiệp của ông đã phải tự quyết định làm gì khi người dân Đông Đức giận dữ đe dọa sẽ chiếm văn phòng của họ. Ông hồi tưởng lại là phải đốt tài liệu suốt ngày đêm, trong khi chờ người đến giúp. Putin trước đó đã tỉnh ngộ bởi sự chênh lệch lớn giữa mức sống cao hơn ở Đông Đức và sự nghèo đói mong đã quen ở quê nhà. Putin đã chứng kiến giới lãnh đạo yếu đuối và thiếu kiên định của đất nước Nga đã bỏ rơi ông một đồng nghiệp nói với Putin. Chúng ta không thể làm gì nếu không có lệnh từ Moscow. Và Moscow vẫn đang im lặng. Đây có lẽ là giai đoạn đáng nhớ nhất trong cuốn tiểu sử xuất bản năm 2000 của Putin. Đây cũng là nguồn tư liệu then chốt để hiểu rõ lai lịch của Tổng thống Nga. Và nó là một tài liệu mang tính dự đoán mà trong đó Putin đã trình bày chương trình chính trị mà ông sẽ theo đuổi. Cuộc cách mạng ở Đông Đức, dù nó gây tổn thương như thế nào đi nữa đối với Putin, hóa ra chỉ là khúc dạo đầu cho sự kiện ông đã và hiện vẫn coi là thảm họa lớn hơn. Sự sụp đổ và tan rã của Liên bang Xô Viết vào năm 1991. Đây là bước ngoặt trong cuộc đời trưởng thành của Putin, bi kịch mà ông quyết tâm tìm cách trả lại nguyên trạng cho nó. Putin đã nổi lên từ chỗ chỉ là một nhân viên KGB ở thành phố Redden, Hẻo Lánh, trở thành tổng thống Nga trong vòng chưa đầy một thập kỷ. Bước vào điện Kremlin đúng đêm giao thừa năm 1999 với tư cách là người kế nhiệm được Boris Yeltsin thân lựa chọn, Justin già nua và nghiền dịu đã đưa dân chủ đến nước nga sau khi liên xô sụp đổ nhưng ông này lại làm xấu đi ngành nước nga với khủng hoảng kinh tế, xã hội đen hoành hành và việc giới tinh hoa cầm quyền trở thành các nhà tư bản biển thủ tài sản nhà nước. đến cuối nhiệm kỳ thứ hai của mình, Justin hầu như không thể nói chuyện trước công chúng và bị bao vây bởi một gia đình tham dũng, gồm những người thân và cộng sự lo sợ rằng họ sẽ bị truy tố khi không còn được chức tổng thống của Reslin bảo vệ nữa. Putin đã đến Moscow đúng lúc đó, thăng tiến chỉ sau vài năm từ một vị trí mơ hồ trong chính quyền của tổng thống Reslin, trở thành người đứng đầu tổng cục an ninh liên bang FSB, cơ quan hậu Xô kế tục KGB tiếp đó ông được bổ nhiệm làm thủ tướng và ông đã tỏ ra là một nhân vật hết sức khác biệt so với các cận thần dễ bảo khác của Zelenskyy. Ông đã phát động cuộc chiến tàn khốc ở nước cộng hòa ly khai Chechnya để trả đũa các vụ tấn công khủng bố trong nước có nguồn gốc mờ ám, làm dấy lên các thuyết âm mưu về vai trò của FSB. Những màn thể hiện đầy gai góc của ông đã làm biến đổi hoàn toàn chính trường nga và các cố vấn của Zelenskyy đã đi đến quyết định rằng vị cựu binh KGB này mới trong độ tuổi 40 sẽ là kiểu người trung thành có thể bảo vệ họ. Tháng 3 năm 2000, Putin đã thắng cử tổng thống nhiệm kỳ đầu, giống như trong bang của bầu cử tiếp theo đã không có sự cạnh tranh thật sự nào và Putin không bao giờ cảm thấy bị buộc phải đưa ra chương trình bầu cử hoặc cưng lĩnh chính sách mỗi khi bầu cử diễn ra. Tuy nhiên, chương trình nghị sự của ông đã rõ ràng ngay từ đầu và được triển khai với tốc độ ngoạn mục. Chỉ trong hơn một năm, Putin không chỉ tiếp tục cuộc chiến ở Chechnya, với sức mạnh không khoan nhượng mà còn khôi phục quốc ca liên xô trước đây, ra lệnh cho chính phủ tiếp quản kênh truyền hình độc lập duy nhất trong lịch sử nga, thông qua thuế thu nhập mới và bắt người dân nga thực sự phải nộp tiền và đặc biệt đã cho lưu đầy những nhà tài việt đầy quyền lực, kể cả Boris Berezovsky, người đã giúp Putin lên nắm quyền và sau đó rất chết một cách đáng ngờ trong ngôi nhà anh của ông này. Trong vài năm sau đó, Putin đã củng cố thêm quyền lực của bản thân, hủy bỏ các cuộc bầu cử thống đốc khu vực, xóa bỏ cạnh tranh chính trị ở Duma quốc gia và tập hợp xung quanh bản thân những cố vấn trung thành từ các cơ quan an ninh. Và từ Saint Petersburg, năm 2004, ông đã bắt ra Mikhail Khodorovsky, người giàu nhất nước Nga và xung công tập đoàn dầu mỏ của ông này trong vụ truy tố chính trị đã có tác dụng làm cho tất cả các tài phiệt Nga giàu có sợ hãi đến mức đều phải phục tùng trước Putin. Ngay tại thời điểm đó, những hành động này là không có gì khó hiểu Putin hoàn toàn là cựu thành viên của KGB, một nhà độc tài hiện tại, một người tin tưởng và trật tự ổn định. Về mà ông vẫn bị gọi là một bí ẩn, một mật mã, một tờ giấy trắng với ý thức hệ. Nhà nghiên cứu điện Kremlin Lilia Shepsova gọi ông là Ngài không ai cả. Có lẽ chỉ Tổng thống Mỹ George Bush mới nhận thấy Putin là người rất thẳng thắn và đáng tin cậy sau khi đã hiểu được tâm hồn của ông ta. Bush đã tuyên bố như trên sau cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu năm 2001 giữa hai người tại Slovenia. Nhưng Bush không phải là người duy nhất coi Putin là nhà cải cách thân phương Tây. Mặc dù Putin chắc chắn không phải là nhà dân chủ, nhưng vẫn có thể trở thành một đối tác đáng tin cậy sau những vấp váp đáng xấu hổ của Resin. Putin tỏ ra hết sức nhất quán ở nhiều góc độ. Putin đã gây chú ý vào năm 2004 khi gọi sự tan giãn của Liên Xô là thảm họa địa chính trị lớn nhất của thế kỷ 20 và cho đến nay vẫn không hề thay đổi quan điểm này khi ông nói với tờ financial times hồi đầu năm nay rằng hiển nhiên việc liên xô tan giã là một thảm kịch đối với putin mục tiêu tối thượng mà ông theo đuổi vẫn giống như khi ông nhậm chức cách đây hai thập kỷ đó không phải là một chương trình chính sách không phải là thể chế dân chủ hay bất cứ thể chế nào đài loại như thế mà là việc không có chính biến không lặp lại những gì xảy ra trước khi putin nắm quyền ông nói cũng trong cuộc phỏng vấn trên Suy cho cùng thì sự thịnh vượng của người dân phụ thuộc có thể là chủ yếu và sự ổn định. Người ta có thể lấy luôn câu nói này làm khẩu hiệu mà ông theo đuổi trong 20 năm qua. Putin khẳng định rằng ông đã mang lại cho nước Nga sự tự tin, sự độc lập và một cuộc sống ổn định, bình thường, an toàn và dễ đoán. Sau tất cả những hỗn loạn sụp đổ trong quá khứ, không phải là một cuộc sống tốt đẹp, thậm chí còn không phải là một cuộc sống tốt hơn. Không phải việc bán chủ thế giới hay là cái gì đó thật huy hoàng mà chỉ là một nước Nga đáng tin cậy, vững vàng và nguyên vẹn. Điều này có thể hoặc có thể không còn được người Nga đồng tình nữa khi việc liên xô sụp đổ ngày càng mờ nhạt khỏi ý thức của người dân. Đó là lời hứa của một Brezhnev, hoặc ít nhất là người thừa kế đương đại của ông ta. Phương Tây đã đánh giá quá thấp Putin. Giờ đây, Putin không còn là người nhân vật bí ẩn như khi ông bắt đầu nắm quyền lực cách đây hai thập kỷ nữa. Khi đã biết những gì chúng ta biết được bây giờ, điều lạ lùng nhất là từng có rất nhiều người nghĩ rằng Putin là một điều bí ẩn. Có nhiều lý do cho sai lầm này. Người ngoài cuộc luôn nhìn nhận nước Nga theo cách riêng của họ. Và người Mỹ đặc biệt thiển cận trong việc nhận thức các quốc gia khác. Việc Putin đi lên từ vô danh lại nhận được nhiều sự chú ý hơn là việc ông định chèo lái nước Nga đi về đâu. Nhiều người đã không nhìn nhận Putin một cách nghiêm túc, hoặc hiểu những phát biểu của ông theo nghĩa đen, cho đến khi quá muộn, hoặc cho rằng tất cả những gì Putin làm là không quan trọng tại nước Nga, là quốc gia mà Tổng thống Mỹ Barack Obama mô tả chỉ là một cường quốc khu vực. Nhiều lúc, các nhà hoạt định chính sách phương Tây đơn giản đã tin những lời nói dối của Putin. Trong cuộc gặp với một quan chức cấp cao của chính quyền Bush trong những tháng trước khi Putin quyết định tại chức quá giới hạn hiến pháp hai nhiệm kỳ và tạm thời chuyển sang giữ chức Thủ tướng Nga, Putin đã nhìn vào mắt quan chức này và nói rằng ông sẽ không làm điều đó. Nhưng sự thật là ngược lại. Nhìn chung, những diễn giải của Mỹ về nước Nga của Putin đã được đưa ra dựa trên những hoạt động chính trị nội bộ của nước Mỹ hơn là dựa trên những gì thực sự diễn ra ở Moscow. Những chiến binh của chiến tranh lạnh thì nhìn về quá khứ và nhận thấy một phiên bản Liên Xô 2.0. Những người khác, bao gồm Bush và Obama, khi hai ông này mới bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống của mình, và giờ đây là Trump thì lại mơ về một nước Nga có thể trở thành đối tác thực dụng của phương Tây. Họ vẫn tin vào điều này, bất chấp ngày càng xuất hiện nhiều bằng chứng về nhãn quang mang đậm tính xét lại. Người được kẻ mất của Putin Theo đó, thành công trong công cuộc phục hưng quốc gia của Nga không tránh khỏi sẽ dẫn đến làm thiệt hại các quốc gia khác. Có nhiều lý do khiến phương Tây đã đánh giá Putin quá thấp Như cách Burst nói Nhưng một lý do giờ đây rõ ràng có thể nhận ra với nhận thức một màng Phương Tây đơn thuần là không có khuôn khổ trong một thế giới Mà chế độ độc tài trỗi dậy thay vì dân chủ Khuôn khổ trong một thể chế địa chính trị hậu chiến tranh lạnh Với các cổng quốc xét lại như Nga và Trung Quốc Được phép cạnh tranh một cách bình đẳng hơn với Mỹ Sau khi Liên Xô sụp đổ Mỹ đã quen với ý nghĩ tự coi mình là siêu cường duy nhất của thế giới và còn là một siêu cường có đạo đức nữa. Việc hiểu rõ Putin và những gì mà ông đại diện dường như giờ đây đã dễ hơn trước rất nhiều. Khi tổ chức theo dõi dân chủ toàn cầu Freedom House tính toán rằng số lượng các nền dân chủ trên thế giới liên tục rụt giảm qua các năm trong 13 năm qua. Lịch sử đã chỉ ra rằng chỉ vì điều gì đó không thể tưởng tượng ra được thì không có nghĩa là điều đó không xảy ra. Nhưng đó là một lý do quan trọng khiến người ta hiểu sai về Putin Và tại sao cho đến nay vẫn thường xuyên hiểu sai Putin chỉ còn 9 năm nữa là sẽ vượt kỷ lục thời gian cầm quyền đương đại trong điện Kremlin của Stalin Và ông có vẻ sẽ dễ dàng đạt được kỷ lục này Phương Tây có thể đã đánh giá Putin quá thấp trong quá khứ, nhưng điều đó cũng có nghĩa là họ cũng có thể đang đánh giá ông quá cao vào hiện tại. Vấn đề là Putin thực sự là một con người như thế nào? Một câu hỏi không dễ để trả lời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Có kiến đóng góp xin vui lòng để lại ở phần comment. Hãy bấm nút đăng ký và bật chuông để nhận thông báo. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.